Xin chào các bạn, hôm nay Tân sẽ làm một cái video về cảnh cá rô tâm tích, còn gọi là cá rô bí, ở ngoài ruộng. Và Tân sẽ làm clip bắt những chú rô bí này nha. Đây là vào mùa khô thì các loại cá nó đẻ trên ruộng, nó sinh sản trên ruộng, nhưng mà nó sinh sản chưa sớm á. Thì người dân người ta làm lúa, người ta sẽ khay nước ra ruộng, ra sông để cho những mảnh ruộng cho nó khô như thế này các bạn. Và máy cắt máy kéo có thể vào ruộng để vừa cắt lúa và vận chuyển lúa là được. Rồi đối với những cái chú cá nào mà sinh sản ra và lội ra sông không kịp thì chúng sẽ vướng ở những cái đường nước ruộng như thế này. Và nếu mình không bơm nước lên kịp, mưa xuống trễ thì những mảnh ruộng như thế này nó tự khô và những chú cá sẽ chết. Bây giờ Tân sẽ quay cận cảnh cho các bạn xem là cận cảnh cá rô bí nó ở mảnh ruộng như thế nào nha. Đây là một cuống cá, bắt cá người ta gọi là bắt cá mùa khô luôn rồi. Đây các bạn thấy không, cá rô con rất là nhiều luôn. Những con cá rô tâm tích ở quê mình gọi là cá rô tâm tích. Bây giờ Tân sẽ sử dụng cái rổ này và cái xô này để vớt những chú cá này ra nha. Nên khỏi mặt ruộng này nếu không vớt thì chúng cũng chết. Nắng một thời gian nữa chúng sẽ chết. Bây giờ Tân sẽ bắt cảnh cá cho các bạn xem. Bây giờ Tân sẽ để máy quay xuống đây. Múc một miếng nước vào đây để cho nó không chết hết. Nước vào đây. Cái rổ thì mở. Các bạn xem nè. Đây là những cái rô con. Nếu mà mình không bắt thì khoảng nắng một ngày nữa là những chú cá này chết hết, chết khô vì thiếu nước. Úc, đây có nè, cá nè. Bữa nay đang ra đồng dùng cái thằng nhỏ này ta. Nè, phải ăn cá không? Nước nè, 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 cá nè. Bây giờ sau khi bắt xong thì Tân sẽ dùng nước này Tân rửa cho các bạn xem. Những cái cá này. Bên đây gì cũng cũng cá, bên đây cũng có cá nữa nè. Các bạn xem thì đây là những chú cá rô con nha. Thì Tân sẽ đổ vào đây cho để nước cho chúng nó sống được. Cái bụng này cũng một quá trời. Bây giờ Tân vớt thử, dùng cái rổ này Tân vớt thử. Các bạn xem coi dính cái gì không nha. Đường con nó hơi to. Con cho chú cá lòng thông đó nè. Nhét quá. Đang qua cái đũng này. Nhột vậy nhưng mà vớt nó khó. Cái lòng đông luôn à.
đâu đây không còn nữa, rớt giò thân này. Hồi nhỏ tụi mình ở quê là mỗi lần đi học xong thì mấy anh em xúm nhau đứa cây rào đứa cây nhỏ. Xưa là mình bắt vào mình ginh sâu bê gì không á, là chỉ cần một đường nước ở trong những cái miếng ruộng lúa gần chín á, cá này rất là nhiều luôn. Nên nay thì nó ít hơn trước rồi. Đây là những chú cá rô vừa còn nhỏ, cá rô rồng nha các bạn. Tân sẽ qua cái bụng ở đây Tân bắt nha các bạn xem nha, bụng này nhiều cá nè. Để camera xuống sâu này. Cái rô này thì nước sình thế này thì chúng sống cũng được thời gian dài hơn. Những loại cá như là cá sặc, cá đồng tông là nó sẽ chết sớm nếu đục thì chúng không đỡ được.
Ngồi đây tắm mực bắt cá với mồi. À, rất là nhiều luôn. Mình coi đây còn không thấy bạn dưới này nhiều lắm. Nó khó. Cái vũng này được nhiêu giờ đây làm gì đang rửa hay đẩy nhiều sình thế này mình phải dạo ra cho cái lớp sình non nó ra các bạn à, thôi nó dơ lắm. Mình rửa cái này, lát nữa mình về mình sẽ ngâm muối rửa sạch à. Hốt cái ổ này thì thành được như cá. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái bụng ở đây. À, cái bụng này cũng có cá nè. Mình xem có cá nhiều nha. Dạ. Bây giờ tôi sẽ rửa chúng và rửa cho sạch cho chúng nè. Xin múc nước sạch để rộng. Giờ đang đổ cái này xuống nha. Rồi, giờ nước mới sạch rửa. Rồi, tự nhiên cá rồi. Rồi bây giờ sẽ mình lên nha. Vô mấy đứa ơi.
Xin chào các bạn, sáng nay thì con đã bắt được ốc cốt lên, tức là con mang về nhà là con chiên xù làm món cá chiên xù với bạn xem nha. Đây là con đang chiên trên bếp củi và chiên bằng dầu. Ở đây những chú con tức vô con trong rất là sáng. Cái này thì theo văn hóa truyền thống thì những cái người ở quê người ta thường bắt vào mùa này, cá này rất là nhiều. Bây giờ cá đã chín rồi, chú Khanh sẽ đem cá ra đây để cá ra, đem cá vào câu. Wow, ngon quá chú. Dẫn quá. Hết bền rồi. Hết cả. Để con cũng lo ngắm mưa quên rồi. Cố để ý. Cá chín rồi, nhìn rất là ngon các bạn. Giòn nè, cái dãy này cá mình đang chấm nước mắm và nó sới tay luôn á. Có chanh không? Chanh hả? À. Có hẳn. Bây giờ sau khi chiên xong thì giờ tân mời mấy chú cha tân sẽ mình đứt món nhậu và khóc để chiên xong. Cũng hai chén mà cũng bảy phải bảy ông sao cho hai ông phù hộ rồi. Sống rồi dũng mắm tao rồi thái lắm tao nói mấy ông dụng vụ tao là mấy ai chết đâu có bút hai thằng ở nhà chỗ tao đại cầm dịch nó đủ mà chạy ra luôn rồi nhà đi ơi bảy năm được rồi to con nhậu lắm mẹ nó dài cắp hơi đồ chấm mắm làm chiến sĩ được coi. Mưa này mà nhậu đúng là bài quá chơi nếu với dịch thế thì có cá chiên, cá gì, cái hôm sáng bắt được mới nữa. Chiều chưa chiều cho máy bay bay ơi. Hả? Chiều cho máy bay bay. Máy bay bay hoài em sợ nhiều khi dẫn công an xã thấy mình là lạ, nó lại nó kiếm nó hỏi thăm chết luôn. Tại này nó bay nó không cho bay á. Mày bay bay chơi. Nó gì chơi đâu mà nó khó. Nó thấy mình lại nó nhộn cái này nè, nó tính đâu độ mà quay lần quay ấy rồi. Lóc cái gì? Lóc chân. Ủa kiểu không? Nó nhớ rửa chén sạch lắm mà ta. Bẩn nè. Review luôn hả? Dạ, em có làm mấy video. Đồ ăn mình ra coi. Em ở nhà em ngủ không có chửi đồ hại. Bây giờ
sau khi chiên xong thì giờ tăng mời mấy chú cha tăng sẽ thưởng thức món nhậu về khóc cái chiên xong. Tao là mới chết. Đâu có bút hai thằng ở nhà. Chỗ tao đầy cầm dịch nó đủ mà chạy ra luôn rồi. Nhận đi ngươi. Mày nằm. Được rồi. To con nhậu lắm. Mẹ nó dài cắp hơi đồ. Chấm mắm làm chiến sĩ được rồi. Mưa này mà nhậu đúng là bài quá. Rồi. Nếu chứ dịch thế thì. Có. Đủ chiên nè. Đó, đó gì. Cái gom tức sáng bắt bằng mới nữa. Chiều chưa chiều cho mấy bay bay ơi. Dạ. Chiều cho mấy bay bay ơi. Mấy bay bay hoài em sợ nhiều khi dẫn công an xã thấy mình là lạ cái nó lại nó kiếm nó hỏi thăm chết luôn. Tại này nó bay nó không cho bay á. Mày bay bay chứ. Nó gì chơi rượu mà nó khó. Nhiều khi nó thấy mình lạ lại nó nhộng cái này nè, nó tính đâu độ mà quay lần quay ấy vậy. Lóc cái gì? Lóc chân. Kiểu nhớ nhớ rửa chén sạch lắm mà ta bẩn nè video luôn hả? Dạ em có làm mấy video ở nhà các bạn sao thì bắt cái không thích và làm cái không thích chiên thì giờ Tân thưởng thức món này cùng chú và cha Tân sẽ món này thì mình sử dụng rau này là rau húng quế và đây là rau muống mình sẽ gói cá gom tích vào. Hồi nãy cá gom tích phát lời tăng bắt được mới và đây là ếch của chú Khanh bắt được tối hôm qua và mình cá gom tích mình sẽ gói cho các bạn ăn rất là ngon luôn. Và đặc biệt là cái này mình ăn cái sống không ngon đâu, phải có miếng gụt đó. Ngon rồi, đang lấy cuốn, cuốn không được đẹp lắm, chấm nước tương không có nước mắm này, chấm nước mắm ngon rồi để gói thêm miếng gụt nữa. Ăn lên xong mới có gụ. Đây đây là gụ gạo là đặc sản miền Tây mình là chỉ có gụ gạo thôi. Bây giờ đang sẽ nếm thử cái miếng này cá rô lâm tích chiên sù và rau gói vào. Rất là ngon các bạn. Ngon. Dạ thôi cái video giới thiệu về cảnh bắt cá gom tích và thưởng thức cá gom tích chiên xù cảnh đồng quê của Tân đến đây là kết thúc nha. Xin chào, cảm ơn các bạn đã xem video và nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất về đồng quê của Tân mọi người. Và chào tạm biệt mọi người.